Cũng tại mày, tao hận mày, tao hận mày. Trang ơi, Trang ơi, Trang, trời ơi, tôi không thể quên Trang được.
cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Nhìn kỹ lại mình đi. Cô là ai? Cô chỉ là một cô gái bán phấn mua hương. Cô đã lừa dối tình tuổi. Cô đã làm cho hồn tôi như điên như dại. Sắc hương kia đã dung đắp cho chú một cuộc đời lên xe xuống. Gia biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn gian. Tôi không thể quên một chiều kia cô nói tiếng đón liền rằng cô phải xa rời con đường trĩ lạc để trở thành một người con gái hoàng lương. Trang ơi, có lúc nào em thử nghĩ lại xem, nghe tiếng em hô anh chạy lo từng tháng tu, thấy em mạnh mạnh lành anh mới rõ niềm vui. Vậy mà em nhắn tâm lừa dối anh tình.
Cô nói hết chưa? Cô gì tôi đó à? Làm sao tôi có thể tin được? Cô cần tìm cái gì? Được. Đây, cô cầm đi. Cô cầm đi. Giữa cô và tôi không còn gì nữa hết. Và cô đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cô nữa. Vĩnh biệt.